Thuốc nam và sức khỏe. Xin chào các bạn thân mến. Trong thời gian qua, chúng tôi đã nhận được ý kiến của một số bạn đề nghị hướng dẫn nhận dạng và cách sử dụng cây nút nát chữa bệnh như thế nào để có công dụng tốt nhất. Các bạn quan tâm hãy để lại ý kiến ở phần bình luận để chúng tôi xin được giải đáp. Các bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi làm các video về những cây thuốc khác. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu của các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn cách nhận dạng, thành phần hóa học, công dụng và cách dùng cây nút nát chữa bệnh đúng nhất. Nút nát là một vị thuốc mọc hoang ở nhiều vùng trên nước ta. Tên khoa học Orosilum indicum, Cur. Các tên khác của nút nát: Bạch Ngọc Nhi, Nam Hoàng Bá, Ngút Ngát, Mộc Hồ Điệp, Mây Ca, Phát Ca, Tiếng Tày, Co Ca Liên, Tiếng Thái, Ngồng Bắn Đằng, Tiếng Giao, Số Lụng, Tiếng Ca Ho, Họ, Hoa Chùm Ớt, Bích Non EAE. Cây nút nát là loại cây nhỡ, cao 8-10 mét, có khi hơn. Thân nhẵn, ít phân cành, có những sẹo to do lá rụng để lại. Vỏ cây màu xám tro, mặt trong màu vàng nhạt. Lá to, mọc đối, xẻ 2-3 lần lông chim, dài đến 1,5 mét, tập trung ở ngọn thân. Lá chết hình bầu dục, nguyên, dài 6.5-14 cm, rộng 3.5-8 cm, sốc tròn, hơi lệch, đầu nhọn, mặt dưới nhẵn hoặc hơi có lông, cuốn lá kép hình trụ, mập, cụm hoa mọc ở ngọn thân thành chùm, cuốn mập, thẳng, dài 40-80 cm, mang nhiều sẹo rõ ở phía dưới, lá bắc nhỏ, hoa to màu nâu đỏ sẫm, dài hình chuông, hơi phình ở bọng, 5 cánh hoa hàng liền chia 2 môi, mép nhăn nheo có răng cưa, cong gập xuống, quả nang, dẹt và cong, dài 50-80 cm, rộng 5-7 cm, khi chín nước làm hai mảnh, hạt rất nhiều hình bầu dục, cứng, có cánh mỏng bao quanh, mùa hoa, tháng 5-7, mùa quả, tháng 8-10. Về phân bố sinh thái, nút nát phân bố rộng rãi ở vùng nhiệt đới châu Á, bao gồm Sri Lanka, Ấn Độ, Myanmar, Trung Quốc, Lào, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, đảo Celip và Timor của Indonesia. Ở Việt Nam, nút nát cũng là cây phổ biến từ vùng núi đến miền Trung Du, ở miền xuôi ít hơn. Nút nát thuộc loại cây gỗ mọc nhanh, thường thấy ở ven rừng núi đá vôi, rừng thứ sinh, đất sâu nương rẫy và dọc theo hai bên bờ thượng nguồn các dòng sông. Cây ưa mọc trên đất tơi xốp, có tận đất mặt sâu, dễ thấm nước. Ở các tỉnh miền Trung, nút nát mọc được ở cả trên loại đất pha cát của vùng ven biển. Cây có khả năng chịu hạn và chịu nóng tốt. Các bộ phận dùng của cây nút nát: vỏ thân và hạt. Vỏ thân, thu hái khi cần thiết, phơi khô hoặc cạo lớp vỏ sần rồi thái phiến dài 2-5 cm, dày 1-3 mm, phơi khô. Khi dùng để nguyên hoặc sao nhỏ lửa cho vàng. Hạt thu hái ở quả nút nát chính, gọi là mộc hồ điệp, vào mùa thu đông, phơi khô. Khi dùng có thể trích với muối ăn, mộc hồ điệp 10 kg, muối ăn 400 g, nước sôi để pha vừa đủ, bằng cách ngâm tẩm mộc hồ điệp với nước muối trong 30 phút cho ngấm hết muối, rồi dùng lửa nhỏ sao cho có màu đen. Các thành phần hóa học: vỏ thân nút nát chứa một ít alkaloid, TANIN và một số dẫn xuất flavonoid ở dạng tự do hay hệ pteroxit. Những chất flavonoid thường thấy là orosilin A, bãi calan, ricin, tê tự in. Hạt nút nát có chứa một chất kiềm màu vàng, một chất dầu béo chứa 80,4% axit oleic, các axit palmitic, stearic và có axit linoleic. Ngoài ra, hạt có chứa ellagic acid, vỏ rễ chứa ricin, bãi calan, biochanin A và axit ellagic, orosilin A, ricin, triterpin acid carboxylic và axit ursolic được tìm thấy trong vỏ quả. Các tác dụng dược lý: vỏ nút nát đã được nghiên cứu thực nghiệm thấy có tác dụng rõ rệt chống dị ứng và làm tăng sức đề kháng của cơ thể đối với một số tác nhân độc hại.
Nó làm giảm độ thấm của mạch máu ở chuột đã gây mẫn cảm bằng lòng trắng trứng hoặc ở nơi tiêm trong da chất formalin và histamin cho chuột bình thường. Nút nát có tác dụng ức chế giai đoạn cấp tính của phản ứng viêm. Tác dụng này thể hiện mạnh hơn ở động vật đã được gây mẫn cảm. Độc tính của vỏ nút nát rất thấp. Các bài thuốc từ cây nút nát, chữa viêm đường tiết niệu, đái bút ra máu, vỏ nút nát, rễ cỏ tranh, mã đề mỗi thứ một nắm, đổ 3 bát nước đun sôi nhỏ lửa còn 1 bát uống ấm. Chữa ho lâu ngày, 5 đến 10 giờ hạt, sắc nước hoặc tán bột uống. Chữa lỡ do dị ứng sơn, vỏ nút nát nấu cao, dùng uống và bôi vào chỗ lỡ dị ứng sơn. Chữa đau tức hạ sườn phải, da vàng, nước tiểu đỏ, do can khí uất kết. Bài 1, vỏ cây nút nát 16g, bạch thược 12g, hạt dành dành 12g, đan bì 12g, nhân trần 12g, sai hồ 16g, xe tiền 12g, cỏ nhọ nồi 16g, rau má 20g, cam thảo đất 16g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Bài 2, vỏ cây nút nát 16g, chó đẻ răng cưa 16g, cối xay 16g, sai hồ 12g, đương quy 16g, tam thất 10g, thanh bì 12g, cơm rượu 16g, sa tiền 12g, rễ cỏ tranh 16g, cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Chữa đau dạ dày, vỏ cây nút nát, bồ hoàng, ngũ linh chi, ô tặc cốt, mỗi loại 1 nắm sắc nước uống ngày 1 thang. Chữa viêm da, dị ứng, mụn nhọt, mẩn ngứa, vỏ cây nút nát sao khoa 16g, kim ngân hoa 16g, kinh giới 16g, phòng phong 10g, hạt dành dành 10g, sai hồ 16g, đinh lăng 16g, xuyên khung 10g, bạch chỉ 10g, sai đất 16g, lá cơm rượu 16g, bớt kim 10g, cam thảo 10g. Sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Chữa bệnh sởi cho trẻ em, vỏ cây nút nát 6g, kinh giới 6g, kim ngân hoa 4g, liên kiều 6g, lá diếp cá 5g, mã đề 4g, sài đất 5g, hoa hồng bạch 4g, huyền sâm 8g, sài hồ 4g, cam thảo 2g, đương quy 4g. Sắc uống ngày 1 thang chia 3 đến 4 lần. Chữa lị, vỏ cây nút nát 20g, hoàng liên 12g, cỏ sữa 20g, khổ sâm 16g, lá nhót 20g, củ mài 16g, hạt sen 16g, bạch truật 12g, chích cam thảo 12g, cỏ nhọ nồi sao đen 20g. Sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Chữa vú u cục rắn, đau, vỏ cây nút nát 16g, hương nhu 16g, cát căng 16g, trinh nữ hoàng cung 6g, uất kim 10g, táo nhân, sao đen 16g, đinh lăng 16g, hoè hoa, sao vàng 20g, đương quy 12g, hoàng kỳ 2g, xuyên khung 12g, tam thất 12g, huyền sâm 16g, xương bồ 12g, trích cam thảo 12g. Sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần, dùng trong 20 đến 30 ngày một liệu trình. Những lưu ý khi dùng cây nút nát, người hư hàn hay đau bụng, đầy bụng tiêu chảy không nên dùng. Bạn cũng nên hỏi ý kiến các thầy thuốc trước khi dùng để đảm bảo an toàn hiệu quả. Cảm ơn các bạn vừa theo dõi video về những công dụng cũng như cách sử dụng cây nút nát. Nếu thấy hay và có ý nghĩa, bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ với mọi người cũng như tận dụng những công dụng của cây nút nát để giữ cho mình một sức khỏe thật tốt nhé. Chúc bạn và người thân sức khỏe và hạnh phúc.